Các bạn đang nghe truyện tu tiên bất bại, chia đều vạn vật trên kênh TV Audio CV. Chương 1084, Kinh Hải Ngươi chính là đệ tử thân truyền của tộc trưởng, ta tự nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, dù sao tam vương vực này dù lão tổ chiếm một vị trí, nhưng hai vị kia cũng không phải hạng soàn, ta phải tận lực bảo đảm an toàn cho ngươi. Nữ tử nghe vậy nói, kỳ thực, sau khi ngươi bế quan, ta đã đến tam vương vực này rất nhiều lần rồi. Hả? nam tử trẻ tuổi nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Cùng lúc đó, Lý Chu Quân nghe thấy nam tử trẻ tuổi gọi nữ tử trẻ tuổi là Trân Tuyết, nhất thời có chút kinh ngạc. Nếu hắn nhớ không lầm, đệ tử của Lạc Lưu Phượng, chính là Lạc Trân Tuyết, chẳng lẽ thật sự trùng hợp như vậy? Lý Chu Quân có chút cảm khái. Cùng lúc đó, một đại hán xông thẳng vào tử lâu. Đại hán kia hô lớn, tên khốn kiếp nào dám ở cùng với đệ muội của ta, lời vừa dứt, ánh mắt đại hán rơi vào nam nữ trẻ tuổi ăn mặc giản dị vừa rồi đang trò chuyện về tam bất quản vực tiếp đó đại hán xoa tay đi về phía hai người nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy đại hán không khỏi có chút kinh ngạc viên sơn đại ca còn nam tử trẻ tuổi khi nhìn thấy đại hán này thì nhíu mày đây là hướng về phía mình mà đến nhưng nam tử trẻ tuổi cũng không hề hoảng sợ ngược lại thản nhiên nói ta là đệ tử lưu ly ngọc thần tộc lạc hạo kiệt bên cạnh là đệ tử thân truyền của tộc trưởng Lưu Ly Ngọc thần tộc Lạc Lưu Phượng, Lạc Trân Tuyết, ngươi dám lỗ mãn, lão tử mặc kệ ngươi là thần tộc chó má gì, ngươi dám động vào nữ nhân của lão đệ ta. Vậy thì không được. Viên Sơn nổi giận. Hừ, lão đệ ngươi nói, là tên gọi là Diệp Khởi kia sao? Lạc Hạo Kiệt cười khẩy, hắn một tên tán tu không có bối cảnh, cũng xứng với Trân Tuyết. Buồn cười, tìm chết. Viên Sơn nổi giận, nói xong liền muốn động thủ với lạc hạo kiệt trên người cũng bộc phát ra khí tức đạo quân cửu phẩm lạc trân tuyết vội vàng ngăn cản viên sơn đại ca ngươi nếu động vào hắn lưu ly ngọc thần tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi và diệp khởi trân tuyết đừng ngăn hắn chỉ là đạo quân cửu phẩm cũng dám hung hăng ở trước mặt ta lạc hạo kiệt giễu cợt lời vừa dứt trên người hắn cũng bộc phát ra khí tức đạo quân cửu phẩm mọi người trong tửu lâu lúc này cũng bị động tĩnh này thu hút sự chú ý bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng lý chu quân lại không ra tay ngược lại có chút hăng hái ở bên cạnh xem náo nhiệt nhưng đúng lúc này diệp khởi cũng từ ngoài tửu lâu xông vào hắn nhìn thấy lạc chân tuyết thần sắc nhất thời ngẩn ra nhưng rất nhanh trong lòng hắn cười khổ cái gọi là một thân thanh bần sao dám vào chốn phồn hoa hai tay áo thanh phong sao dám lỡ mỹ nhân cho nên Diệp Khởi liền giả vờ như không quen biết Lạc Trân Tuyết, kéo Viên Sơn nói, Viên Sơn đại ca, chúng ta đi thôi. Viên Sơn thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó liền lộ vẻ mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói, tiểu tử thối này, nữ nhân của mình ngươi cũng không cần nữa. Ngươi còn là nam nhân không? Hào khí lúc trước của ngươi đâu, Diệp Khởi không nói gì. Trải qua một chuyến luyện hồn giới, Diệp Khởi biết được ở đạo giới, chỉ có thiên phú tu hành là không đủ, còn phải có một chỗ dựa vững chắc, nếu không trước khi trưởng thành tất cả chỉ là nói suông. Ví dụ như, hắn chặt đứt cánh tay của đệ tử Sâm La Vương, thiên phú của hắn so với đệ tử Sâm La Vương mạnh hơn không ít, nhưng hắn quay đầu lại bị Sâm La Vương đưa đến luyện hồn điện, chịu đựng tra tấn vô tận, không có chút biện pháp nào. Cho nên Diệp Khởi biết, hiện tại chỉ có nhẫn nhục chịu đựng, đợi đến ngày sau cuộc khởi, lại triển lộ phong mang, đến lúc đó, hắn sẽ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, còn bây giờ, vẫn là nên ẩn nhẫn. Thấy thái độ của Diệp Khởi, khóe miệng Lạc Trân Tuyết lộ ra một nụ cười khổ sở thê lương. Lạc Hạo Kiệt lúc này đắc ý nhìn Diệp Khởi, nói, tiểu tử, cũng coi như ngươi có chút tự biết thân biết phận. Diệp Khởi nghe vậy, hai nắm tay âm thầm siết chặt, ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc bén, nhưng rất nhanh, một vị thanh niên mặc áo xanh, thân hình thư thái đang ngồi uống rượu ở bàn sau cũng lọt vào tầm mắt hắn. Thanh đế nhìn thấy vị thanh niên này, Diệp Khởi nhất thời sững sờ tại chỗ, lúc nãy hắn tới quá vội vàng, vậy mà không ngờ vị thanh đế thực lực kinh khủng kia cũng ở đây, thanh đế, viên sơn, lạc trân tuyết, lạc hạo kiệt đều kinh hãi. Viên sơn từng nghe Diệp Khởi nói qua về thanh đế, đó chính là tồn tại khủng bố có thể so chiêu với sâm la vương, lạc trân tuyết và lạc hạo kiệt khiếp sợ, bởi vì bọn họ biết được từ lạc lưu phượng, Vị thanh đế này chính là tồn tại ngay cả Sâm La Vương cũng không làm gì được, thực lực so với lão tổ của Lưu Ly Ngọc thần tộc bọn họ cũng không hề kém cạnh, vãn bối Diệp Khởi, bái kiến thanh đế. Lúc này, Diệp Khởi cung kính hướng về phía Lý Chu Quân đang nhàn nhã uống rượu. Lạc Trân Tuyết, Lạc Hạo Kiệt, Viên Sơn, ba người lúc này cũng theo ánh mắt của Diệp Khởi, nhìn về phía Lý Chu Quân. Vị này chính là thanh đế danh chấn thiên hạ sao? Quả nhiên bất phàm phong thần tuấn lãng chẳng qua cũng chỉ như vậy, vãn bối lạc trân tuyết bái kiến thanh đế, vãn bối lạc hạo kiệt bái kiến thanh đế, vãn bối viên sơn bái kiến thanh đế, ba người sau khi hoàng hồn, đều đồng loạt cung kính hành lễ với Lý Chu Quân. Lạc hạo kiệt lúc trước đối mặt với Diệp Khởi, viên sơn còn khí thế ngạo mạn lúc này đối mặt với Lý Chu Quân quả thực ngoan ngoãn không thể tả. Dù sao ngay cả tộc trưởng Lạc Lưu Phượng của bọn họ, khi nhắc đến vị thanh đế này, đều là thần sắc ngưng trọng và kính nể. Cùng lúc đó, Lý Chu Quân gật đầu với Diệp Khởi, ánh mắt rơi vào người Lạc Trân Tuyết, sư phụ của ngươi gần đây khỏe không, người vẫn khỏe. Lạc Trân Tuyết khi đối mặt với câu hỏi của Lý Chu Quân, có chút thụ sủng nhược kinh. Không ngờ đường đường thanh đế, lại ở trong một tiểu tử lâu uống rượu. Ngay lúc này, một đứa trẻ khoảng 8 tuổi, giọng nói lại già dặn, bước những bước dài, đi tới trước bàn của Lý Chu Quân lão tổ lạc trân tuyết lạc hạo kiệt nhìn thấy người tới đều lộ vẻ mặt kinh ngạc người chính là lão tổ của lưu ly ngọc thần tộc lý chu quân nhìn đứa trẻ tám tuổi này cười hỏi đối với thân phận của đứa trẻ tám tuổi này lý chu quân cũng không có gì ngạc nhiên dù sao lý chu quân nam chinh bắc chiến nhiều năm như vậy chuyện lão quái vật giả trẻ cũng không phải lần đầu tiên gặp được chính là ta đứa trẻ tám tuổi ngạo nghễ ưỡn ngực nói giọng trẻ con ta chính là lão tổ của lưu ly ngọc thần tộc lạc cửu thương cũng là lạc vương trong tam vương vực này đừng nhìn lão phu bộ dạng tám tuổi số năm tháng sống qua thì đếm không hết tại hạ bái kiến lạc vương chén rượu này kính ngài lý chu quân nâng chén rượu lên cười nói với lạc cửu thương sau đó uống cạn một hơi chật thật sảng khoái vậy ta cũng kính ngươi một chén nói xong lạc cửu thương đưa tay nhỏ ra cầm lấy bình rượu trên bàn của lý chu quân tự rót cho mình một chén rồi ngửa đầu uống cạn uống xong rượu lạc cửu thương nhìn về phía diệp khởi nếu mày nói tiểu tử ngươi ta không thích lạc hạo kiệt nghe vậy lập tức mừng rỡ tuy rằng hắn vốn không cho rằng diệp khởi và lạc trân tuyết có thể có kết quả nhưng hiện tại ngay cả lão tổ cũng nói như vậy như vậy diệp khởi khẳng định là không có cơ hội mà cùng lúc đó diệp khởi sau khi nghe lời nói của lạc cửu thương nhất thời cũng siết chặt nắm đấm thấy vậy lạc cửu thương bèn cười khẩy nói lão phu thấy rõ rồi ngươi thích chân tuyết nha đầu này nhưng lại chẳng có dũng khí người mình thích ở ngay trước mặt mà còn giả vờ không quen biết lại còn cần người khác bảo vệ nữ nhân của mình đây chẳng phải trò hề sao lão phu ghét nhất loại người sợ hãi rụt rè như ngươi lão tổ lão phu đang nói ngươi im miệng lạc cửu thương nhàn nhạt liếc nhìn lạc chân tuyết đang định lên tiếng tuy mang hình hài trẻ con nhưng khí thế áp bức mạnh mẽ vẫn khiến nàng ngoan ngoãn ngậm miệng. Lạc cửu thương lại nhìn dịp khởi, tiểu tử, chắc giờ trong lòng ngươi đang nghĩ đợi khi tu vi có thành tựu sẽ quay lại tìm trân tuyết nha đầu này đúng không? Nhưng lão phu phải nói cho ngươi biết, hiện thực tàn khốc lắm, chỉ cần một năm thôi, nữ hoa hoa mà ngươi thích sẽ mang thai 10 tháng rồi sinh ra một tiểu hoa hoa khác. Đối với tu sĩ bọn ta, một năm chỉ như cái chớp mắt, lão phu sống lâu như vậy, chuyện gì mà chưa từng trải qua giả dạ như lúc nãy ngươi cũng giống như tiểu bối tên viên sơn kia lão phu đã có thể làm chủ cho ngươi và trân tuyết ở bên nhau rồi diệp khởi lúc này mặt mày tái mét lý chu quân vẫn đứng bên cạnh xem kịch nhìn lạc cửu thương với dáng vẻ tám tuổi và đời chỉ rõ diệp khởi bỗng thấy có chút buồn cười nếu không phải trân tuyết nha đầu trước đây ở chỗ lão phu nói ngươi tốt thế nào giỏi thế nào thì với thân phận thực lực địa vị này của lão phu lão phu mới chẳng thèm nói những lời này với một tên tiểu tử như ngươi lại nói cho ngươi biết một chuyện nữa ngươi thật sự cho rằng nha đầu thối lưu phượng kia ghét ngươi sẽ vì mấy câu nói của trân tuyết mà cứu ngươi sao tất cả đều là lão phu bảo nàng cứu ngươi đấy thôi ngươi đi đi với biểu hiện vừa rồi của ngươi hiện tại lão phu cũng sẽ không đồng ý cho trân tuyết nha đầu ở bên ngươi đâu lạc cửu thương phẩy tay về tắm rửa ngủ đi hai người đã bỏ lỡ nhau rồi. Ta sẽ không bỏ cuộc. Diệp khởi siết chặt nắm đấm, nhìn chầm chầm lạc cửu thương với thái độ vô cùng kiên định. Giờ mới hối hận thì muộn rồi. Lạc cửu thương cười khẩy, tạm biệt, dứt lời, lạc cửu thương phẩy tay áo, chẳng biết đã đưa Diệp khởi và viên sơn đến nơi nào. Lão tổ anh Minh Lạc hạo kiệt thấy vậy không nhịn được vỗ tay khen hay. Lão tổ, bọn họ, lạc trân tuyết lo lắng. Yên tâm đi, tiểu Tình Lang của ngươi không sao đâu, lão phu nhìn hắn phiền nên đưa hắn đến chỗ xa thôi." Lạc Cửu Thương hừ một tiếng, "Đúng rồi, các ngươi tìm lão phu làm gì? Chẳng lẽ lại là nha đầu thối Lưu Phượng kia bảo các ngươi đến gọi lão phu về?" Ừm, Lạc Trân Tuyết gật đầu. Lạc Cửu Thương lập tức nổi giận, "Lão phu sống lâu như vậy, lo lắng cho Lưu Ly Ngọc thần tộc bấy lâu nay, chẳng lẽ còn không được ra ngoài hưởng thụ một chút sao? Ta nói cho ngươi biết, Lão Phu ở Lưu Ly Ngọc thần tộc một ngày là cả người không thoải mái, các ngươi đừng đến hại Lão Phu. Lão Phu muốn tiếp tục ở bên ngoài, nếu không phải chuyện diệt tộc thì đừng hòng Lão Phu quay về, Lão Tổ, y diệu tiên tử muốn đến đây, nói là muốn gặp ngài. Lạc Trân Tuyết nói, cũng không về. Lạc Cửu Thương không cần suy nghĩ liền từ chối, nhưng đột nhiên Lão lại ngẩn người, nhìn chầm chầm Lạc Trân Tuyết, không phải chứ, ngươi nói gì cơ nói lại một lần nữa y diệu tiên tử muốn đến lưu ly ngọc thần tộc chúng ta nói là muốn gặp ngài lạc trân tuyết lặp lại lão nữ nhân này chữa cho lão phu thành ra thế này khiến lão phu dù có tu vi cũng không thể khôi phục lại dung mạo vậy mà còn dám đến gặp lão phu lạc cửu thương nghiến răng nghiến lợi đây chẳng phải là muốn lão phu tốn kém sao nàng ta khi nào đến lão phu phải chuẩn bị chút lễ vật cho nàng ta mới được Lạc Trân Tuyết nghe vậy liền cười nói, lão tổ ngài vẫn cứng miệng như vậy, người trong tộc ai cũng biết, trong lòng ngài rất biết ơn y diệu tiên tử, hơn nữa từ sau khi được y diệu tiên tử chữa trị, ngài gặp nàng là lại căng thẳng. Ngươi nói bậy, đó là lão phu không muốn nói chuyện với nàng ta, đương nhiên vẫn phải cảm ơn nàng ta, nếu không phải nàng ta ra tay thì lão phu đã toi mạng rồi. Lạc cửu thương vinh váo nói, nàng ta khi nào đến, chuyện này ngươi vẫn chưa nói cho lão phu biết. Khoảng một tháng nữa lạc trân tuyết cười tủm tỉm nghe nói y diệu tiên tử đã tìm được cách giúp ngài khôi phục lại dung mạo ban đầu thật sao lạc cửu thương nghe vậy lập tức kích động không phải lừa lão phu đấy chứ nghe nói nghe nói mà thôi lạc trân tuyết vội vàng nói hừ lạc cửu thương không tiếp tục để ý đến lạc trân tuyết nữa mà nhìn về phía lý chu quân nếu lão phu đoán không nhầm ngươi đến đây là muốn tìm sâm la vương gây sự đúng không tuy thực lực của ngươi rất mạnh nhưng nể tình lúc trước ngươi ra tay cứu nha đầu lưu phượng kia một mạng lão phu khuyên ngươi một câu tốt nhất đừng giao đấu với hắn ta trong sâm la tử vực lão phu được y diệu tiên tử cứu là vì vô tình lạc vào sâm la tử vực của sâm la vương bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết may mà trốn thoát được nhưng lão phu phải nhấn mạnh không phải lão phu yếu bởi vì nếu không ở trong sâm la tử vực hắn ta nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang tay với lão phu thôi sau chuyện đó lão phu đến tam vương vực này hắn dám ra ngoài lão phu liền dám tìm hắn gây sự, đa tạ đã nhắc nhở. Lý Chu Quân cười nói, không cần khách khí. Lạc cửu thương khoát tay nhỏ nói, nhớ kỹ lời ta nói là được, ngàn vạn lần đừng ở sâm la tử vực giao thủ cùng với sâm la vương. Lý Chu Quân cười mà không nói. Tiếp theo, ánh mắt của Lạc cửu thương một lần nữa trở lại trên người Lạc Trân Tuyết, còn ngay ra đó làm gì, mau cùng ta trở về chuẩn bị lễ vật đi, lời nói vừa dứt, Lạc Cửu Thương vung tay lên, trực tiếp mang theo hai người Lạc Trân Tuyết, Lạc Hạo Kiệt rời khỏi tửu lâu này. Lý Chu Quân tiễn ba người rời đi, cười cười sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hình ảnh chuyển đổi, ba canh giờ trôi qua, Lý Chu Quân đã đến lối vào Sâm La Tử vực. Trước mắt Lý Chu Quân bị các vàng bay múa đầy trời che lấp, thông hướng Sâm La Tử vực chỉ có một con đường chỉnh tề lát thành từ vô số xương khô. Bên cạnh con đường có một tấm biển trên đó có ba chữ lớn màu máu, thình lình viết, công thành lộ. Lý Chu Quân khi nhìn thấy ba chữ lớn này, trong nháy mắt một cổ sát khí khủng bố chạm mặt tới, cảnh vật xung quanh cũng phản phất như phát sinh biến hóa, đặt mình vào trong một chiến trường cổ xưa, chỉ thấy một vị tu sĩ áo đen một thân một mình đối mặt vạn người vây công, tóc đen bay múa, giơ tay lên liền phóng xuất ra thần thông khủng bố, khiến vô số tu sĩ hồn phi phách tán. Đến cuối cùng, vô số tu sĩ này đều bị tu sĩ áo đen một người đồ sát hầu như không còn, thi cốt bị lát thành một con đường lớn, chính là con đường trước mắt Lý Chu Quân. Mà tu sĩ áo đen này không phải ai khác, chính là Sâm La Vương. Lý Chu Quân cười cười, đây là ý tứ của một tướng công thành vạn cốt khô sao, nếu là tu sĩ đạo tông phổ thông đối mặt với cảnh tượng này, chỉ sợ trong nháy mắt liền mê thất, cũng sẽ hóa thành một bộ hài cốt trong con đường xương khô này, mặc cho Sâm La Vương dẫm đạp. Chẳng qua Lý Chu Quân vừa dứt lời, liền thoát ra từ cảnh tượng này chiến trường cổ xưa trước mắt cũng biến mất không thấy gì nữa lại khôi phục lại cảnh tượng các vàng bay múa đầy trời kia người cái tên này sao không nghe lời khuyên vậy ngay lúc này thân ảnh lạc cửu thương xuất hiện ở bên cạnh lý chu quân ngươi không phải đi chuẩn bị lễ vật cho vị y diệu tiên tử kia sao lý chu quân nhìn lạc cửu thương đột nhiên đến có chút kinh ngạc nói ngươi và sâm la vương là địch nhân ta và sâm la vương cũng là địch nhân địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu lạc cửu thương nói ta mặc dù người ở bên ngoài vạn dặm nhưng thần thức lại vẫn luôn quan tâm nơi này thấy vị bằng hữu này chuẩn bị đi vào chịu chết liền tới khuyên ngươi một lần nữa nhìn bộ dáng này của ngươi cũng không giống kẻ không nghe lời khuyên lý mổ tự có chừng mực lý chu quân cười nói sau đó một bước liền đạp lên công thành lộ lạc cửu thương nhìn bóng lưng lý chu quân bất đắc dĩ nói nụ cười này thật đẹp mắt cũng thật anh tuấn lão phu kính ngươi là một hán tử, đến lúc đó ta sẽ vẽ lại nụ cười vừa rồi của ngươi. Mà cùng lúc đó, ngay khi Lý Chu Quân bước vào công thành lộ trong nháy mắt, đại địa bắt đầu oanh minh, các vàng đầy trời gào thét mà qua, một tôn thân ảnh màu đen cao vạn trượng, lúc ẩn lúc hiện trong các vàng đầy trời. Không nghĩ tới, lá ga ngươi thật lớn, bản vương vốn tưởng rằng tên lạc cửu thương kia khổ sở khuyên ngươi đừng tiến vào xâm la tử vực, ngươi sẽ suy nghĩ kỹ càng. Trong các vàng kia, thân ảnh màu đen cao vạn trượng, nhìn lý chu quân giống như nhìn sâu kiến thanh âm vang vọng như tiếng chuông như thể trong nháy mắt lý chu quân bước vào sâm la tử vực liền đã không có khả năng sống sót thân ảnh này cũng không phải ai khác chính là sâm la vương xem ra ngươi cũng sớm đã chú ý tới lý mổ đã tới tam vương vực này lý chu quân cười nói đương nhiên sâm la vương cười nói ngươi nếu không bước vào sâm la tử vực này bản tọa muốn động thủ với ngươi thật đúng là không dễ nói dù sao tên cao gia chó lạc cửu thương kia vẫn luôn ở bên ngoài chọc giận bản vương cao gia chó lạc cửu thương lúc này cũng bị lời nói của sâm la vương chọc giận hắn nhìn chằm chằm sâm la vương nói ngươi chẳng qua là ỷ vào ở một mẫu ba phần đất này của ngươi mới có thể thắng lão phu có bản lĩnh ngươi đi ra xem lão phu có làm thịt ngươi hay không hắc hắc ngươi lợi hại như vậy ngươi tiến vào đi sâm la vương đối mặt với sự khiêu khích của lạc cửu thương cũng không dao động chút nào Ngươi không dám đi vào đúng không? Bởi vì lần trước ngươi bị bản vương đánh cho bán sống bán chết, giống như con chó chạy loạn khắp nơi, đến bây giờ vẫn còn chưa quên sao? Tức chết lão phu. Tức chết lão phu. Lạc Cửu Thương lúc này giận dữ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Chu Quân, "Thanh đế, lão phu ủng hộ ngươi về mặt tinh thần. Ngươi nếu có thể khiến cho Sâm La vương này cười không nổi, lão phu liền nhận ngươi làm đại ca, hừ, tên hề nhảy nhót." Sâm La Vương cười nhạo lạc cửu thương xong, ánh mắt lại đặt trên người Lý Chu Quân, hôm nay bổn vương nhất định lấy đầu ngươi, đúc thành thần tọa cho bổn vương, Lý Mổ đến đây chính là để giải quyết việc này. Lý Chu Quân cười nói, cái đầu này của ta cũng không phải ai cũng có thể dòm ngó. Đáng tiếc ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Sâm La Vương vừa dứt lời, trên bầu trời sấm sét lóe lên, mặt đất trung chuyển, con đường xương khô dưới chân Lý Chu Quân nứt toát, vô số xương cốt bay lên, ngưng tụ thành một cây trường mâu khổng lồ đáng sợ giữa không trung. Cùng với sự xuất hiện của trường mâu, sát khí ngập trời phun trào, ngay cả bầu trời cũng nhuốm màu đỏ máu. Trên trường mâu, vô số oan hồn tu sĩ dãy dụa, phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết. Thực lực này, quả nhiên mạnh hơn lúc trước không ít. Lý Chu Quân nhìn trường mâu xương cốt do Sâm La Vương ngưng tụ, không khỏi cảm thán. Đáng tiếc, Sâm La Vương nằm mơ cũng không ngờ, mình lại gặp phải một kẻ ai cũng có thể đánh ngang tay, một kẻ gian lận. Chết dưới tay bổn vương, ngươi không mất mặt. Sâm la vương quát lên, giọng nói như sấm rền. Ngay sau đó, trường mâu với khí thế hủy diệt, đâm thẳng về phía Lý Chu Quân. Lý Chu Quân lúc này cũng thi triển năng lực chia 5 năm, tu vi ngang bằng với sâm la vương. Áo xanh bay phấp phới, khí thế tăng vọt, chẳng kém sâm la vương đang thống trị thiên địa này chút nào. Tiếp đó, Lý Chu Quân tung một quyền, cây trường mô xương cốt tưởng chừng có thể hủy diệt vạn vật kia, lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn ra tứ phía. Một số mảnh vỡ rơi xuống những ngọn núi lớn, chém đứt đôi những ngọn núi này. Sâm La Vương thấy vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng vô cùng. Lúc này hắn tuy chưa sử dụng toàn bộ tu vi, chỉ dùng chưa đến bảy thành, nhưng một kích này, hắn tự hỏi, cho dù là bản thân không có lực lượng của Sâm La tử vực, dốc hết toàn lực cũng không đỡ nổi hơn nữa hắn không nhìn lầm khí tức tu vi của vị thanh đế này hình như không kém hắn đang có lực lượng của sâm la tử vực đây là tình huống gì tu vi của tên này lúc trước chẳng phải chỉ tương đương với hắn chưa có lực lượng của sâm la tử vực sao vì rằng lúc đó hắn xuyên qua cánh cửa kia ra tay với lý chu quân cũng đang ở trong sâm la tử vực nhưng cánh cửa kia chỉ có thể chịu đựng lực lượng tu vi thực sự của hắn thêm vào một chút gia trì của sâm la tử vực cánh cửa đó sẽ sụp đổ Vậy mà sao bây giờ khí tức tu vi của vị thanh đế này lại tương đương với hắn đang được xâm la tử vực gia trì rồi, cùng lúc đó, Lạc Cửu Thương cũng há hốc mồm, xem ra, vị thanh đế này không phải khoác lác, hình như thật sự có thể so chiêu với Xâm La Vương ở trong Xâm La tử vực, thật sự có người có thể giao thủ với Xâm La Vương ở trong Xâm La tử vực. Ngay lúc này, một nữ tử tuyệt mỹ tóc xanh dài đến eo, phần dưới là đuôi rắn, xuất hiện bên cạnh Lạc Cửu Thương. Thế nhưng khi nhìn thấy người đến, Lạc Cửu Thương mặt mày sa sầm quay người bỏ chạy chật tiểu đệ đệ ngươi chạy cái gì nữ tử tóc xanh nhìn thấy lạc cửu thương bỏ chạy liền đưa tay muốn ôm hắn lạc cửu thương xấu hổ nói lâm tú hương ngươi còn như vậy nữa lão phu liều mạng với ngươi nữ tử tóc xanh này chính là một trong tam vương của tam vương vực ngoài sâm la vương và lạc cửu thương ra là la sát vương tên thật là lâm tú hương thực lực của nàng không thua kém lạc cửu thương và sâm la vương chưa có lực lượng sâm la tử vực gia trì nhất là ôm lạc cửu thương vào lòng như trẻ con. Trước kia vì muốn ôm lạc cửu thương một cái, đã đuổi theo lạc cửu thương 10 ngày 10 đêm. Lạc cửu thương rất bất lực với nàng, đánh không lại, nói cũng không thắng, luôn bị coi như trẻ con mà treo chọc, hắn một lão già cảm thấy rất mất mặt. Tiểu đệ đệ, ngươi tức giận trông thật đáng yêu. Lâm Tú Hương nhìn lạc cửu thương đang tức giận, không nhịn được che miệng cười khẽ. Lạc cửu thương nghiến răng nghiến lợi, lão phu tuổi đã cao rồi, có thể tôn trọng lão phu một chút không? Được. Lâm Tú Hương gật đầu, sau đó gian rộng vòng tay với Lạc Cửu Thương, đến ôm nào. Lạc Cửu Thương, Cúc, nhìn thấy cảnh này, Lâm Tú Hương mỉm cười không nói, ánh mắt liền hướng về Lý Chu Quân đang giao đấu với Sâm La Vương. Ta nói cho ngươi biết, hắn là bằng hữu của ta. Lạc Cửu Thương nhìn Lý Chu Quân, nói với Lâm Tú Hương. Từ khi nào ngươi có bằng hữu lợi hại như vậy? Lâm Tú Hương có chút kinh ngạc chuyện của lão phu, ngươi nào biết được hết. Lạc cửu thương hừ lạnh, về sau ngươi còn dám xem lão phu như tiểu hài tử, lão phu sẽ nhờ bằng hữu này giáo huấn ngươi. Nào, để ta véo mặt nào. Lâm Tú Hương nói rồi đưa tay muốn véo má lạc cửu thương. Bốt, lạc cửu thương hất tay Lâm Tú Hương ra, tức giận nói, bằng hữu của lão phu đang giao chiến với sâm la vương, không có tâm tình đùa giỡn với ngươi. Không sao, xem ra bằng hữu của ngươi rất mạnh, Sâm La Vương chắc hẳn không làm gì được hắn. Lâm Tú Hương nhìn Lý Chu Quân vẫn ung dung tự tại, áo xanh bay phấp phới, nói, thật là đẹp trai. Cùng lúc đó, Sâm La Vương thấy không thi triển toàn lực thì không thể làm gì được Lý Chu Quân, nhất thời hừ lạnh một tiếng, thanh đế, không ngờ ngươi ẩn giấu sâu như vậy. Đa tạ đã nhường. Lý Chu Quân cười nói. Bớt nói nhảm, đi chết đi. Sâm La Vương cười lạnh một tiếng, lại thi triển thần thông cường đại, chỉ thấy trên người hắn vô số lực lượng bốc lên, đại địa cũng trong khoảnh khắc này nứt toát, vô số vong hồn bay ra. Những lực lượng này đều hội tụ trên đỉnh đầu thân thể vạn trượng của sâm La Vương, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa cung điện vạn dặm tràn ngập tử khí. Trong cung điện lại có vô số thân ảnh mặt không thay đổi, trên người những thân ảnh này đều có khí tức đạo tôn, tùy tiện một người đặt vào đạo giới đều đủ để quét ngang một phương. Mà lúc này, những thân ảnh này đều đang thi triển thần thông. Sâm la tử ngục, những thân ảnh bên trong đều là địch nhân bị sâm la vương dùng chiêu này chém giết, sau khi chết một phần thần hồn bị giam cầm ở đây. Lạc cử thương lúc này sắc mặt ngưng trọng nói với Lý Chu Quân. Năm đó lão phu chính là bị một kích này đánh thành bộ dạng như bây giờ, nếu không phải năm đó lão phu có ác chủ bài hộ thân, hiện tại thần hồn cũng sẽ như vậy, đầu lâu cũng đã ở dưới mông hắn, cung cấp cho hắn tu luyện, chỉ là năm đó khi Sâm La Vương sử dụng chiêu này với Lão Phu, lực lượng còn lâu mới mạnh như bây giờ, thanh đế ngươi phải cẩn thận. Ngay khi Sâm La Vương ngưng tụ thần thông, động tĩnh kinh khủng khiến cho tất cả tu sĩ đạo tông, đạo tôn trong toàn bộ đạo giới đều cảm ứng được. Nhao nhao nhìn về phía này. Trong thừa thiên thành. Lê Thiên Đế nhìn Lý Chu Quân đang dằn co với Sâm La Vương, chép miệng mấy cái, không nói gì. Lạc Lưu Phượng đang ở trong Lưu Ly Ngọc thần tộc, khi nhìn thấy Lý Chu Quân đang ở trong Sâm La tử vực, đối mặt với sâm la vương thi triển thần thông khủng bố mà vẫn ung dung bình tĩnh nàng hít sâu một hơi vốn tưởng rằng vị thanh đế này tu vi nhiều nhất chỉ ngang ngửa với lão tổ lạc cửu thương nhưng hiện tại xem ra vị thanh đế này cũng không đơn giản như vậy thiên quyền thánh chủ của thiên quyền thánh địa cũng là tồn tại có tu vi đạo tôn nghị phẩm giống như lê thiên đế khi nhìn thấy lý chu quân hắn có chút không kịp phản ứng ơ à, thiên quyền thánh chủ lộ vẻ mặt nghi hoặc đây chẳng phải là lý chu quân Người tham gia Tam Thiên vực hội ở Thiên Quyền Thánh Địa ta sao, một mình chống đỡ tại chiến trường đạo quân đó sao? Hiện tại tu vi của hắn, xem ra so với Sâm La Vương cũng không yếu. Hắn tu luyện như thế nào vậy? Lão tổ của Lưu Ly Ngọc thần tộc còn gọi hắn là Thanh Đế, Thánh chủ, có khả năng nào, vị Thanh Đế này kỳ thật năm đó đến Tam Thiên vực hội của Thiên Quyền Thánh Địa chúng ta, chỉ là đến chơi đùa thôi. Tông viên trưởng lão vốn đang thương lượng chuyện quan trọng với Thiên Quyền Thánh chủ cười khổ nói, thực lực như vậy khó trách năm đó hắn tự tuyệt trở thành trưởng lão danh dự của thiên quyền thánh địa chúng ta nghe nói phụ tử bình gia đắc tội với thanh đế thiên quyền thánh chủ lúc này hỏi đúng vậy hiện tại hai cha con bọn họ đều bị giáng xuống làm tạp dịch tông viên trưởng lão nói lần này xử lý sạch sẽ bọn họ đi thiên quyền thánh chủ nói minh bạch tông viên trưởng lão vốn ôn hòa lúc này trong mắt hiện lên vẻ hung ác Cùng lúc đó, huyền quỷ thiên quân từng giao thủ với Lý Chu Quân ở chư thiên chiến trường, vừa lúc thực lực đột phá đạo tông, lão đang đắc ý giàu dạt, chuẩn bị tìm Lý Chu Quân đã khiến lão thất bại trả giá đắt. Ai ngờ lúc này đạo giới truyền đến động tĩnh kinh khủng. Huyền quỷ thiên quân nghi hoặc, chật, hình như có đạo tôn cường đại giao chiến, đang nói, ánh mắt của huyền quỷ thiên quân thuận theo động tĩnh nhìn lại, rồi lão liền thấy được sâm la vương đang thi triển thần thông, còn có lý chu quân sắc mặt ung dung, trên người tản mát khí tức không kém sâm la vương chút nào. Huyền Quỷ Thiên Quân. Lúc này Huyền Quỷ Thiên Quân sợ hãi. Lý Chu Cung lúc này tỏa ra khí tức còn mạnh mẽ hơn cả lão trước khi chuyển thế. Chuyện quá gì đang xảy ra vậy? Ta còn nên đi tìm hắn tính sổ nữa không? Huyền Quỷ Thiên Quân méo miệng, tuy rằng không biết vì sao Lý Chu quân đột nhiên có thực lực đạo tôn, nhưng dù sao thì lão cũng không thể trả thù được nữa rồi. Chuyện báo thù để ngày mai, ngày kia, ngày kia rồi tính. Tên Sâm La Vương này hiện tại tu vi so với bản tọa kiếp trước còn mạnh hơn không ít hy vọng tên này có thể giết chết tên tiểu tử này báo thù giúp bản tọa huyền quỷ thiên quân nhìn về phía sâm la vương nói cùng lúc đó tại sâm la tử vực thanh đế bức bản vương phải dùng toàn lực thi triển chiêu này ngươi sinh ra trên đời này cũng đáng giá sâm la vương cúi đầu nhìn lý chu quân giọng điệu như thần linh khinh miệt phàm nhân lý chu quân cười nói ngươi nói vậy ta càng hứng thú ta đứng đây không nhúc nhích nếu thần thông của ngươi có thể lay động ta một chút, coi như ta thua, tự sát tại đây. Thanh đế Lạc cửu thương đang khuyên Lý Chu Quân cẩn thận, nghe hắn nói xong thì trợn tròn mắt, từ lúc ngươi bước chân vào con đường xương khô này, lão phu đã biết ngươi cuồng vọng, nhưng không ngờ ngươi cuồng vọng đến vậy, lâm tú hương cũng nhíu mày, tiểu đệ đệ, bằng hữu của ngươi là kẻ ngốc sao? Hay là quá tự phụ? Một kích này của sâm la vương không đơn giản, lạc cửu thương, lão phu không mù thanh đế ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng của mình sâm la vương cũng bị lý chu quân chọc cười từ khi xuất đạo đến nay hắn luôn là người khinh miệt kẻ khác hôm nay lại bị người khác xem thường ngay khi sâm la vương dứt lời tòa cung điện ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn che khuất bầu trời mang theo tiếng gào thét chấn động màn nhĩ trấn áp về phía lý chu quân vì thế đáng sợ khiến sinh linh phương viên ức vạn dặm đều run rẩy dưới tòa cung điện ấy, Lý Chu Quân nhỏ bé như con kiến. Quanh! 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 Cuối cùng, khi tòa cung điện rơi xuống chỗ Lý Chu Quân đứng, cả thế giới như rung chuyển, đại địa nứt toát vô số khe sâu không thấy đấy. Một kích trúng đích, xâm La Vương hóa thành thân hình vạn trượng, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào vị trí Lý Chu Quân lúc trước. Chỗ đó lúc này bị bụi mù bao phủ, tiếng động chấn động mà nhĩ vẫn chưa tan. vì thế đáng sợ như vậy, bằng hữu của ngươi lại tự phụ như thế, không chút chống cự, xem ra e là đã hồn phi phách tán rồi. Lâm Tú Hương thở dài. Lạc cửu thương cao mày nhìn vị trí Lý Chu Quân lúc trước, cuối cùng thở dài, huynh đệ, lên đường bình an, ta đã biết ngươi không phải đối thủ của Sâm La Vương, kiếp sau đừng lỗ mãn như vậy, hiển nhiên, Lạc cửu thương không cho rằng Lý Chu Quân có thể sống sót. Hắc hắc, tiểu tử cuồng vọng này, lần này chết chắc rồi huyền quỷ thiên quân thấy Lý Chu Quân không hề chống cự trước một kích đáng sợ của Sâm La Vương, cũng vui vẻ cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt lão liền cứng đờ, ngây người tại chỗ. Chỉ thấy khói bụi dần tan đi, một thân ảnh nhỏ bé nhưng thẳng tắp, tựa như có thể đỉnh thiên lập địa, như ẩn như hiện trong làng khói bụi. Không, không chết sao. Huyền quỷ thiên quân khóe miệng giật một cái, trong nháy mắt cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không phải chứ, vị bằng hữu này của ngươi à không thanh đế lại mạnh đến vậy sao lâm tú hương không nhịn được hít sâu một hơi quay sang lạc cửu thương nói thật đáng sợ lạc cửu thương cười lớn ta đã biết huynh đệ của ta không phải người thường sâm la vương tính là cái gì chứ lâm tú hương đều nói nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách tiểu oa nhi ngươi cũng chẳng kém cạnh gì lạc cửu thương không thèm để ý đến lời của lâm tú hương hướng về phía lý chu quân giơ ngón tay cái huynh đệ làm tốt lắm cùng lúc đó sâm la vương thấy lý chu quân hiện ra trong khói bụi trên trán cũng toát mồ hôi lạnh nếu ngay cả một kích này cũng không thể giết chết thanh đế vậy mình có lẽ thật sự không phải là đối thủ của vị thanh đế này xem ra lần này thật sự là đá phải thiết bản rồi ta không tin ngươi thật sự có thể sống sót sâm la vương nghiến răng tay áo bào vung lên nhất thời cùng phong nổi dậy thổi tan khói bụi xung quanh lý chu quân mọi người lúc này cũng nín thở tập trung nhìn chỉ thấy lý chu quân đứng trong một cái hố sâu vạn dặm hai tay chắp sau lưng trường bào xanh bay phấp phới trên người tỏa ra thần quang nhàn nhạt dung mạo nho nhã ngay cả một sợi tóc cũng không rụng nào có giống bộ dạng bị thương hít hà trong đạo giới vô số đại năng ẩn thế đều hít vào một hơi thật sâu tu vi của người này e rằng đã đạt tới đạo tôn lục phẩm rồi thanh đế sao trong đạo giới lại xuất hiện thêm một tồn tại mà lão phu không thể trêu vào. Người này tự như từ trên trời rơi xuống, chỉ sợ phía sau còn có thế lực chống lưng, không thể xem thường, cũng không biết cho hắn thêm chút thời gian, hắn có thể sánh vai cùng ba vị trấn áp hư vô kia hay không? Các vị đại năng trong đạo giới lúc này xì xào bàn tán. Rõ ràng, Lý Chu Quân dựa vào trận chiến này, trực tiếp nhảy vọt lên, ở trong lòng vô số đại năng, đã đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp đạo giới cùng lúc đó sâm la vương cũng ngây người tại chỗ lẩm bẩm trong miệng sao có thể như vậy được đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tu vi của ký chủ tăng lên đạo tôn lục phẩm ngay lúc này hệ thống thông báo cho lý chu quân nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng rất nhanh hệ thống lại ban bố nhiệm vụ đinh sâm la vương dám toan tính chém đầu ký chủ chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được nếu không để sâm la vương chảy máu một chút ai cũng có thể dòm ngó cái đầu của ký chủ đúng không hệ thống ban bố nhiệm vụ bắt đầu từ ngày mai những ngày tiếp theo mỗi ngày đều đến chỗ sâm la vương này thăm hỏi cho đến khi sâm la vương chủ động bồi thường tổn thất tinh thần cho ký chủ mới thôi hoàn thành nhiệm vụ tu vi của ký chủ tăng lên đạo tông thất phẩm vẫn là ngươi lợi hại hệ thống ca lý chu quân rất hài lòng với nhiệm vụ mà hệ thống ban bố dù sao hắn cũng không muốn cứ thế bỏ qua cùng lúc đó lý chu quân nhìn về phía sâm la vương mỉm cười nói hôm nay đến đây thôi chúng ta còn ngày dài tháng rộng lúc này lý chu quân không định tiếp tục đánh với sâm la vương nữa dù sao cũng không có thu hoạch gì nhiệm vụ hệ thống từ ngày mai mới bắt đầu nói xong lý chu quân xoay người rời khỏi sâm la tử vực đến bên ngoài sâm la tử vực các đại năng đang quan sát trận chiến từ đạo giới thấy vậy liền đồng loạt thu hồi ánh mắt dù sao thì trận chiến cũng đã kết thúc nếu còn tiếp tục nhìn trộm lỡ người ta phiền tìm đến cửa gây sự thì chẳng hay ho gì sâm la vương thấy vậy trong mắt lập tức sáng lên nhìn bóng dáng lý chu quân ở ngoài sâm la tử vực trong lòng cười lạnh thế này đã đi rồi hừ xem ra vừa rồi ngươi cũng chỉ là cố gắng chống đỡ làm bộ làm tịch đúng là cố tỏ ra vẻ ta đây mà nhưng cũng chẳng có gì lạ dù sao thì một kích vừa rồi của bổn vương cũng không phải dạng vừa đâu cũng chẳng trách sâm la vương nghĩ như vậy xét theo lễ thường vị thanh đế này có thể ung dung tiếp được một kích mạnh nhất của hắn vậy thì thực lực của thanh đế chắc chắn phải hơn hẳn hắn tiếp theo chính là từ từ tìm hắn tính sổ thế nhưng vị thanh đế này lại chỉ để lại một câu ngoan thoại rồi bỏ đi chuyện này tuyệt đối có vấn đề nghĩ vậy sâm la vương cười lạnh một tiếng thân hình cao vạn trượng đột nhiên hóa thành một lùng sáng bay về sào huyệt của mình ở sâm la tử vực huynh đệ ngươi có bị thương không lúc này là cử thương lo lắng hỏi Lý Chu Quân. Đúng vậy, không cần phải gắn gượng, ngươi có thể ở trong sâm la tử vực, dưới một kích của sâm la vương mà vẫn sống sót lui ra, vậy đã đủ để tự hào rồi. Lâm Tú Hương cũng nói với Lý Chu Quân. Vị này là... Lý Chu Quân nhìn Lâm Tú Hương, trong mắt đầy nghi hoặc. Tiểu nữ tử là một trong ba vị vương của Tam Vương Vực, được mọi người gọi là La Sát Vương, chẳng qua tên thật của tiểu nữ tử là Lâm Tú Hương, thanh đế có thể gọi ta là tú hương lâm tú hương khéo léo cười nói tuổi tác đã cao rồi còn học người ta làm ra vẻ trẻ trung không thấy ghê tởm sao lạc cử thương cười khẩy một tiếng lúc này lạc cử thương đang tính toán làm sao để nhận lý chu quân làm đại ca tuy rằng lão là đạo tôn ngũ phẩm nhưng nếu có thể nhận một người có thể ở trong sâm la tử vực giao chiến với sâm la vương làm đại ca vậy thì nói ra cũng chẳng mất mặt dù sao thì đi ra ngoi giang hồ thân phận là do mình tự tạo chỗ dựa là do mình tự tìm đại ca cũng là do mình tự nhận đúng rồi thanh đế đại ca ngươi thật sự không sao chứ lúc này lạc cửu thương tiếp tục quan tâm hỏi hang lý chu quân lâm tú hương cũng không so đo lời nói của lạc cửu thương cũng tò mò nhìn chằm chằm lý chu quân lý chu quân mỉm cười không cần hai vị phải lo lắng lý mổ thật sự không sao nói xong lý chu quân liền cất bước rời khỏi nơi này lâm tú hương nhìn bóng lưng lý chu quân cảm khái nói đám nam nhân các ngươi đúng là rất mạnh miệng biết đâu vị huynh đệ này của ta thật sự không sao thì sao lạc cửu thương hừ một tiếng thời gian thoát cái đã đến ngày hôm sau ngày này sâm la vương đang dạy dỗ đệ tử của mình tu hành đệ tử của sâm la vương là một thiếu nữ áo đen vẻ mặt lạnh lùng sư phụ người nói thanh đế hôm qua bị trọng thương là thật sao? Thiếu nữ áo đen hỏi sâm la vương. Sao vậy, dạ an, vi sư khi nào lừa ngươi? Sâm la vương cười nói, thực lực của tên thanh đế kia quả thật không tồi, chỉ tiếc làm người quá mức kiêu ngạo, dám ở ngay trong sâm la tử vực, ngạnh kháng một kích mạnh nhất của vi sư, nếu hắn thật sự không bị trọng thương thì hiện tại vi sư cũng không có cơ hội tiếp tục dạy ngươi tu hành rồi dạ an thấy sư phụ mình khẳng định như vậy cũng thức thời không nói thêm gì nữa lúc này sâm la vương dường như nghĩ đến điều gì hắn nhíu mày còn tên tiểu tử gọi là diệp khởi kia hắn chém đứt một cánh tay của ngươi vì sư vốn định cho hắn sống không bằng chết ở luyện hồn điện không ngờ đám người luyện hồn điện đều là một lũ phế vật mối thù này vì sư sẽ báo cho ngươi đa tạ sư tôn dạ an gật đầu nói đột nhiên sâm la vương dường như nhận ra điều gì sắc mặt lập tức trầm xuống hắn làm sao lại tới đây ai tới dạ an nghi hoặc hỏi người trước tiên ở đây tu luyện cho tốt vì sư đi một chút sẽ trở lại sâm la vương vừa dứt lời thân hình liền tại chỗ biến mất khi xuất hiện lại đã đến lối vào công thành lộ chỉ thấy ở lối vào công thành lộ lúc này lại có một bóng người đứng đó bóng người này cũng đã bước lên công thành lộ mà bóng người này không phải ai khác chính là lý chu quân một mình đến đây chỉ thấy lý chu quân lúc này chắp tay sau lưng trên người không có chút khí tức tu vi nào lại cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường trong lòng sâm la vương mơ hồ cảm thấy có chút không ổn thanh đế ngươi không tiến hành dưỡng thương lại đến chỗ bản vương làm gì sâm la vương nhìn lý chu quân lạnh lùng nói lý chu quân lộ vẻ mặt nghi hoặc dưỡng thương dưỡng thương gì Ta khi nào bị thương, cũng ngay khi Lý Chu Quân vừa dứt lời, Lạc Cửu Thương, Lâm Tú Hương cũng một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài Sâm La Tử vực. "Hít hà, thanh đế đây là lại tới gây phiền toái cho Sâm La Vương sao?" Trong mắt Lâm Tú Hương lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ hôm qua hắn ở Sâm La Tử vực đón đỡ một đích của Sâm La Vương, thật sự không có bị thương sao? Lạc Cửu Thương cười hắc hắc nói, "Xem ra vị bằng hữu này của ta giấu giếm cũng thật sự là rất sâu." Cùng lúc đó, sâm la vương nghe lý chu quân hỏi ngược lại nhất thời cũng có chút không dám tin tưởng nếu hôm qua ngươi không có bị thương vì sao lại rời đi lý chu quân cười nói ta không phải đã nói ngày tháng còn dài sao ta thấy ngươi là đang giả bộ sâm la vương tuy trong lòng có chút chột dạ nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng trực tiếp động thủ chỉ thấy sâm la vương vừa dứt lời liền một lần nữa ngưng tụ thần thông tuyệt cường thiên địa cũng theo đó chấn động mà cùng lúc đó rất nhiều cường giả đạo giới, cũng nhao nhao đưa mắt nhìn tới. Ồ, thanh đế lại tới tìm sâm la vương, hắn hôm qua không bị thương sao, không chắc chắn, xem trước đã, rất nhiều cường giả đạo giới nói. Mà cùng lúc đó, sâm la vương đã đem thần thông đánh về hướng lý chu quân. Tuy nhiên thần thông tuy là thần thông hôm qua, quy lực lại nhỏ hơn hôm qua không ít. Lý Chu Quân trong lòng hiểu rõ, xem ra Sâm La Vương ở trong Sâm La tử vực, tuy lực lượng có thể tăng phúc, nhưng lực lượng này dường như là sẽ bị tiêu hao về phần có thể bổ sung hay không lý chu quân thì không biết chẳng qua lý chu quân khi đối mặt với thần thông đánh tới của sâm la vương khóe miệng chỉ là khẽ cười bởi vì kết cục đã được định sẵn quanh 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 theo thần thông của sâm la vương rơi vào trên người lý chu quân thiên địa liền rung động một trận nhưng khi bụi mù tan đi lý chu quân vẫn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt sâm la vương không chỉ là sâm la vương ngay cả rất nhiều cường giả đạo giới còn có lạc cửu thương lâm tú hương lúc này đều ngây ngẩn cả người lý chu quân lúc này thản nhiên phủi phủi tay áo cười tủm tỉm nói với sâm la vương ngày mai ta lại đến nói xong lý chu quân xoay người rời đi chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái ực ừ, tiếng nuốt nước bọt vang lên khắp thiên địa rõ ràng thực lực của thanh đế cho dù là sâm la vương ở trong sâm la tử vực cũng không phải là đối thủ của hắn ta xem như đã hiểu mục tiêu của thanh đế là đang hành hạ sâm la vương thử hỏi các ngươi mỗi ngày đều có một người thực lực mạnh hơn ngươi ngày ngày tìm ngươi một lần ngươi có hoảng sợ hay không chật vị thanh đế này không thể treo vào các cường giả trong đạo giới đều nhìn về phía sâm la vương mặt mày tái mét lúc này với vẻ hả hê rõ ràng trong lòng sâm la vương Hắn cũng ý thức được thực lực của mình và Lý Chu Quân là có chênh lệch. Cho nên lúc này Sâm La Vương rất hoảng sợ. Nhưng hắn không có cách nào, chạy hắn là không dám chạy, ở trong sâm la tử vực, hắn còn chưa phải là đối thủ của thanh đế, ra khỏi sâm la tử vực hắn hoàn toàn chính là cá nằm trên thớt của thanh đế. Càng quan trọng hơn là, lực lượng trong sâm la tử vực là có hạn, càng dùng càng ít, cần huyết nhục, linh hồn của cường giả để bổ sung. Hôm nay hắn thi triển thần thông sâm la tử ngục, quy lực so với hôm qua nhỏ hơn không ít. Khốn kiếp! Sâm la vương lúc này sắc mặt âm trầm, bao nhiêu năm rồi, hắn chưa bao giờ hoảng sợ giống như bây giờ, càng làm cho hắn tức giận chính là thanh đế hoàn toàn là coi hắn như quả hồng mềm có thể tùy ý nhào nặn căn bản không vội lấy mạng của hắn mà là muốn từng chút từng chút một hành hạ hắn sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực bản vương cũng không phải là thỏ ngươi coi thường bản vương như vậy bản vương cho dù là trả giá đắt cũng sẽ không để cho ngươi sống tốt sâm la vương nhìn về phía lý chu quân rời đi trong mắt khó nén sát ý vô tận các cường giả trong đạo giới thấy hôm nay không còn trò vui cũng đều thu hồi thần thức Lâm Tú Hương lúc này chết chết miệng, nói với Lạc Cửu Thương, vị bằng hữu này của ngươi, tâm địa thật xấu, đây là muốn hành hạ chết Sâm La Vương, thế nào, không tốt sao? Lạc Cửu Thương hừ một tiếng, Sâm La Vương loại người này, không phải là nên bị hành hạ sao, có đạo lý. Lâm Tú Hương cười nói. Mà cùng lúc đó, Sâm La Vương mặt mày âm trầm trở về đại điện. Sư phụ, tâm miệng, Sâm La Vương gầm lên một tiếng trực tiếp cắt ngang dạ an đang muốn tiến lên an ủi dạ an thấy vậy cũng là thức thời ngậm miệng lại sau một lúc sâm la vương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dạ an sư phụ đối với ngươi như thế nào ân tình của sư tôn đối với đệ tử không lời nào có thể diễn tả hết dạ an nói rất tốt sư phụ cần ngươi ra sức sâm la vương nói đệ tử minh bạch trong mắt dạ an lóe lên một tia thê lương sâm la vương đã nói với nàng có một bí mật mà ngay cả đạo tôn cửu phẩm cũng không biết trong sâm la tử vực bị phong ấn một tôn tà linh cường đại đến từ hư vô thiên rất có thể là một tôn tà linh cảnh giới đạo tôn cửu phẩm đây cũng là nguyên nhân lúc trước sâm la vương muốn chiếm cứ sâm la tử vực cái gọi là hư vô thiên cũng có thể xem như mặt tối của đạo giới nơi đó sinh ra vô số tà linh cường đại mà nguyên nhân sâm la vương có thể ở trong sâm la tử vực có được lực lượng tăng phúc mạnh hơn so với tu sĩ cùng cảnh giới, cũng là ở trên người tôn tà linh này. Chỉ cần thông qua hiến tế huyết nhục của cường giả, tà linh liền có thể để cho sâm la vương trấn áp cùng cảnh giới ở trong sâm la tử vực. Ai ngờ lại đột nhiên xuất hiện một thanh đế. Nói tới nói lui, thể chất của nàng, chính là loại minh tà thánh thể vô cùng thích hợp để tà linh ký sinh. Nàng biết rõ sâm la vương kỳ thật không phải để ý nàng, mà là để ý thể chất của nàng, sở dĩ sâm la vương lại căm hận diệp khởi như vậy cũng là bởi vì bản thân nàng thân là minh tà thánh thể bị chém đứt một cánh tay muốn khôi phục cần phải trả giá rất lớn mà sâm la vương dám nói những điều này với nàng tự nhiên cũng là có thủ đoạn khống chế nàng chỉ là nàng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy ngươi hiểu rõ là tốt rồi bản vương cũng đã sớm bảo ngươi chuẩn bị tâm lý hôm nay chính là lúc ngươi báo đáp sư ân sâm la vương nhìn dạ an gật đầu nói Tôn Tà Linh bị phong ấn ở chỗ này, nếu như trải qua tế tự của vi sư, cho dù chỉ có thể dán xuống một phần ngàn lực lượng trên người ngươi, cũng tuyệt đối không phải là thứ mà tên Diệp tiểu tử kia có thể chống đỡ, hắn muốn chơi bản vương, vậy bản vương liền chơi với hắn một trận ra trò, đêm khuya. Lúc này sâm la tử vực đã bị mây đen bao phủ. Trên quảng trường chỉ có ánh lửa chiếu sáng bốn góc, và dạ an ngồi xếp bằng ở trung tâm quảng trường được vẽ đầy phù văn bằng máu tươi đặc quánh lúc này sắc mặt dạ an trắng bệch trên trán toát ra mồ hôi lạnh có thể nhìn ra nàng rất sợ hãi nhưng sâm la vương cũng không để ý tới đối với hắn mà nói đồ nhi mà mình từng yêu thương này ngoại trừ bản thân hắn ra sự tồn tại của bất kỳ sự vật nào đều là vì hắn mà tồn tại theo tiếng lẩm bẩm không ngừng của sâm la vương máu tươi đặc quánh bên cạnh dạ an bắt đầu tản mát ra trận trận hắc khí ngay sau đó cũng bắt đầu nhúc nhích tham lam chui vào tứ chi bách hài của dạ an trong miệng dạ an phát ra tiếng gầm rú giống như giả thú. Sâm la vương thấy vậy, trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Thành công rồi. Sâm la vương khó có thể áp chế vẻ hưng phấn trong mắt. Sau một lát, toàn bộ máu tươi đặc quánh trên mặt đất đã chui vào trong cơ thể dạ an, trên khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng, lúc này cũng phủ đầy những đường vân đen quỷ dị. Sâm la vương cung nên đại nhân dáng thế. Sâm la vương trực tiếp hướng về phía, dạ an, quỳ một gối xuống đất đáng tiếc thân thể này vẫn còn quá non nớt lực lượng bản tọa giáng xuống ở trên thân của người này lại không đến một phần ngàn dạ an tiếc nuối đánh giá hai tay của mình thanh âm lại đã trở nên khó phân biệt nam nữ sâm la vương vội vàng nói đại nhân nếu không phải tiểu nhân trước mắt đang ở vào thời khắc sống chết tuyệt đối sẽ không sớm động dụng thân thể chuẩn bị cho đại nhân này đối mặt với một tôn tà linh cường đại sâm la vương lúc này nào còn có sự kiêu ngạo ngày xưa chỉ có khúng núng quỳ gối Ngươi muốn đối phó với tên Diệp tiểu tử kia đúng không?" Dạ An nói, "Bản tọa tuy rằng ở trong phong ấn, nhưng những chuyện xảy ra trong Sâm La tử vực này đều không thể nào thoát khỏi pháp nhãn của bản tọa." "Đó là điều đương nhiên, đại nhân thần uy cái thế, chuyện nhỏ xảy ra trong Sâm La vực nho nhỏ này, làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của đại nhân." Sâm La vương vội vàng nói. "Dạ An nhàn nhạt liếc nhìn Sâm La vương một cái, cười khẩy một tiếng nói, tu vi của tên diệp tiểu tử kia nhiều nhất cũng chỉ là đạo tôn lục phẩm thôi được bản tọa cũng ở trong phong ấn đến buồn bực hiện tại sớm ra ngoài hít thở không khí cũng được cứ để tên diệp tiểu tử kia trở thành món khai vị đầu tiên của bản tọa vậy sâm la vương nghe vậy dường như đã nghĩ tới kết cục của lý chu quân trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn dị thường hình ảnh chuyển đổi thời gian đã đến sáng ngày thứ hai lý chu quân đúng hẹn xuất hiện ở sâm la tử vực các vị đại năng đạo giới còn có lạc cửu thương lâm tú hương cũng sớm đã nóng lòng muốn xem náo nhiệt ở nơi này cũng đúng lúc lý chu quân đang gặm bánh bao nóng hổi trên công thành lộ cũng đi ra hai bóng người người tới chính là sâm la vương còn có dạ an bị tà linh phụ thể lý chu quân khi nhìn thấy dạ an bên cạnh sâm la vương trong mắt cũng không khỏi hơi kinh ngạc cười nói sao vậy sâm la vương ngươi còn tìm giúp đỡ diệp tiểu tử hôm nay chính là ngày chết của ngươi sâm la vương nhìn lý chu quân âm trầm nói câu này hình như ngươi đã nói rất nhiều lần rồi lý chu quân cười nói đồng thời cũng ăn xong miếng bánh bao cuối cùng ăn no uống đủ rồi lên đường ngươi chuẩn bị cũng thật chu đáo sâm la vương nhìn thấy lý chu quân hoàn toàn không coi mình ra gì cũng có chút tức giận lý chu quân cười mà không nói sâm la vương thấy vậy còn muốn mở miệng lại bị Dạ An, đưa tay ngăn lại, đừng giống như một tên ngốc nhảy nhót ở chỗ này nữa. Sâm La Vương nghe vậy, cũng im lặng ngậm miệng, chỉ là nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Chu Quân đã chết một ngàn lần rồi. Mà cùng lúc đó, ánh mắt của, dạ An, rơi vào trên người Lý Chu Quân, không nhịn được gật đầu khen ngợi, quả nhiên là bộ dáng nhân Trung Long Phượng, chắc hẳn cho ngươi thêm một ít thời gian, sẽ không thua kém lão đầu tầng đế kia. Đa tạ đã khen ngợi. Lý Chu Quân cười nói, chẳng qua ngươi thật sự chuẩn bị bảo vệ Sâm La Vương sao, hắn là một con chó của ta, ngươi tra tấn hắn, bản tọa tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dạ An, nói. Sâm La Vương nghe vậy, tuy rằng một câu cũng không nói, nhưng mặt lại đỏ bừng, tuy rằng hắn xác thực là một con chó của, dạ An, nhưng chuyện này không cần thiết phải nói ra chứ, câu này có bao nhiêu tổn thương người, thì ra là thế. Lý Chu Quân bừng tỉnh đại ngộ ngươi có thể chết trong tay bản tọa, cũng coi như là tạo hóa của ngươi. Dạ An, nói. Theo thanh âm của, Dạ An, hạ xuống, Dạ An, nâng bàn tay nhỏ bé trắng nõn lên vung một cái, trong nháy mắt, không khí phản phất như ngưng tụ thành núi non vạn trọng, chấn nát vô biên hư không. Dưới uy thế khủng bố này, Sâm La Vương chỉ cảm thấy bản thân thân là đạo tôn ngũ phẩm, cũng nhỏ bé như con kiến hôi đây chỉ là lực lượng không đến một phần ngàn của tôn tà linh này nếu như là thời kỳ toàn thịnh thì sẽ khủng bố đến mức nào sâm la vương trong lòng phát lạnh mà theo dạ an ra tay có tu sĩ kiến thức rộng rãi thần tình trong nháy mắt ngưng trọng cổ khí tức này không đúng hình như là khí tức của tà linh hư vô thiên sâm la vương lại cấu kết với tà linh nếu ta không nhìn lầm thiếu nữ áo đen kia là đồ đệ của sâm la vương tên là dạ an Sâm La Vương xưa nay đối với nàng yêu thương, ta nói loại người như Sâm La Vương này, làm sao lại yêu thương đồ đệ của mình như vậy, nếu ta không đoán sai, là đem đồ đệ này của hắn làm thành vật chứa của tà linh, thanh đế nguy rồi. Các tu sĩ đang quan chiến nhau nhau lo lắng thay cho Lý Chu Quân. Lạc cửu thương cảm khái, thanh đế đại ca, ta nhất định sẽ đem nụ cười đẹp trai nhất lúc đó của ngươi vẽ lại làm di ảnh, ngươi yên tâm đi. Lâm Tú Hương, mà cùng lúc đó, mắt thấy sóng khí vô biên, dạ an, vung ra sắp xé nát Lý Chu Quân, trên bầu trời có một đạo lưu quang bay tới, sóng khí cuồn cuộn kia cũng theo đó tan rã. Là ai? Ánh mắt của, dạ an, lập tức ngưng trọng vô cùng, đạo giới còn có lão quái vật cường hoành như vậy sao? Cuối cùng, đạo lưu quang bay tới kia dừng lại, hóa thành một nam tử áo trắng dung mạo tuấn tú. Chỉ thấy xung quanh nam tử áo trắng này, tản mát ra trận trận thần quan đạo ý, chiếu sáng khắp nơi, nơi bị thần quang trên nam nhân áo trắng chiếu rọi, cho dù là nhân gian luyện ngục như sâm la tử vực, cũng như cây khô gặp mùa xuân, trong nháy mắt, sinh trưởng ra từng mảnh ốc đảo xanh tươi. Đạo tôn cửu phẩm, sắc mặt của, dạ an, lúc này khó coi đến mức nước sắp nhỏ ra. Sâm la vương lúc này cũng ngây người. Là một trong ba vị tồn tại trấn áp hư vô thiên, niên đế, hắn vậy mà lại tới, lần này sâm la vương tiêu đời rồi, các đại năng đạo giới thấy niên đế xuất hiện, cũng không còn để mắt đến Dạ An bị tà linh phụ thể nữa. Bởi vì cho dù Dạ An có thực lực mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của vị niên đế này, tiểu hữu, không sao chứ? Khuôn mặt tuấn tú của niên đế lúc này nở một nụ cười hòa ái với Lý Chu Quân. Lý Chu Quân cười nói, vẫn ổn. Lý Chu Quân lúc này cũng vui vẻ nhàn nhã, dù sao mục tiêu của hắn không phải là thiếu nữ áo đen này mà là sâm la vương xem ra thanh đế và niên đế quen biết nhau không thể nào niên đế là nhân vật cỡ nào sao có thể quen biết với một tiểu bối như thanh đế ta thấy tám phần là niên đế tìm được khí tức tà linh mới chạy tới nơi này khó nói lắm mà theo một phen trò chuyện giữa lý chu quân và niên đế chư vị đại năng đạo giới đều kinh ngạc không thôi những năm này ta vẫn luôn tìm kiếm tà linh bị tần đế lão tiền bối phong ấn trong đạo giới nếu không phải nhờ có tiểu huynh đệ, e rằng ta muốn tìm tài linh này, còn cần tốn thêm một ít thời gian. Niên đế lúc này cười tủng tiễn nói với Lý Chu Quân. Chư vị cường giả đạo giới nghe vậy, lúc này mới xác định thanh đế và niên đế không quen biết nhau. Hắc hắc, đạo giới có thể xuất hiện cường giả như ngươi, đúng là phúc khí. Dạ An, lúc này chậm rãi mở miệng. Niên đế lúc này cũng đưa mắt nhìn, dạ An, cười nói, xem ra phong ấn của tần đế lão tiền bối quả thực đã lỏng lẻo rồi vậy mà để ngươi chạy ra một tia thần hồn này đạo phân thân này hôm nay gặp ngươi coi như là xui xẻo tùy ngươi xử trí dạ an thản nhiên nói nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ quân lâm đạo giới vậy thì ngươi cứ ở trong phong ấn tối tăm không thấy ánh mặt trời kia từ từ chờ đợi ngày đó đi niên đế hừ lạnh một tiếng phất tay áo trong nháy mắt sâm la tử vực vốn cây khô gặp mùa xuân trực tiếp bị tuyết trắng bao phủ khí lãng khủng bố trực tiếp cuốn về phía dạ an dưới khí lãng này thần hồn tà linh cùng với thân thể mới có được trực tiếp hồn phi phách tán tan thành mây khói tuy nhiên niên đế cũng không dừng lại ở đó chỉ thấy hắn khẽ nheo mắt thiên địa bắt đầu chấn động không gian bắt đầu trùng điệp một chiều không gian thế giới khác lờ mờ xuất hiện trước mặt các đại năng đạo giới đó là một thế giới chỉ có bóng tối vô tận trong thế giới này một nữ tử hắc y chân trần yên lặng ngồi xếp bằng tại chỗ dung mạo của nữ tử mọi người không nhìn rõ nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền khiến người ta trầm luân không thể tự thoát ra được mà cùng lúc đó vô số phù văn từ trên người niên đế bay ra hóa thành từng sợi xiềng xích cách cao bao vây thế giới chỉ có bóng tối vô tận này đến lúc này niên đế mới thu tay lại thế giới lờ mờ kia cũng mới biến mất không thấy nữa thực lực của niên đế thật sự quá khủng bố quả nhiên là tồn tại đứng trên đỉnh đạo giới hẳn là có hy vọng đạt tới cảnh giới đạo chủ, các đại năng trong đạo giới, đến lúc này mới hoàn hồn, nhưng trong đầu vẫn hiện lên sự cường đại của niên đế. Niên đế lúc này thở dài một hơi, cao mày nói, vừa rồi ta đã gia cố phong ấn, trong vòng 10 vạn năm hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dứt lời, niên đế nhìn về phía Lý Chu Quân, cười nói, tiểu huynh đệ thiên phú quả thật không tồi, ta ở tận cùng đạo giới chờ ngươi, còn tên Sâm La Vương này, ngươi muốn xử trí thế nào thì tùy ý lời vừa dứt, thân hình niên đế liền biến mất không thấy tâm hơi. Cung tiễn niên đế, các vị đại năng vẫn luôn ẩn mình quan chiến, lúc này mới đồng loạt lên tiếng, thanh âm vang vọng khắp đạo giới. Khác với tâm trạng hân hoan của mọi người, Sâm La Vương lúc này lại rung lẫy bẫy. Cấu kết với tà linh, đây chính là tội ác không thể tha thứ trong đạo giới, huống hồ, sau khi niên đế ra tay, phong ấn tà linh đã được gia cố, hắn cũng không thể mượn thêm lực lượng tà linh nữa. Nói một cách khác, giờ đây thanh đế có thể tùy ý bóp chết hắn thanh đế trước đây là ta có mắt như mù cuồng vọng tự đại nếu ngài đại nhân đại lượng nguyện ý tha cho ta một mạng ta nguyện dân hết gia sản tích góp cả đời cho ngài sâm la vương không chút do dự lấy ra một chiếc những trữ vật tinh xảo hướng về phía lý chu quân nói chỉ cầu thanh đế cho ta một cơ hội sám hối ngươi còn có lựa chọn nào khác sao lý chu quân cười như không cười hỏi sâm la vương ngươi muốn lấy đầu ta kê chân chẳng lẽ không nên bồi thường tổn thất tinh thần cho ta sao Sâm La Vương cắn răng trực tiếp ném những trữ vật cho Lý Chu Quân. Lúc này hắn cũng hết cách rồi. Cho dù không chủ động giao ra, Thanh Đế cũng có thể giết hắn rồi lấy. Chi bằng tự mình dâng lên. Biết đâu Thanh Đế thấy thái độ của hắn thành khẩn, sẽ tha cho hắn một con đường sống. Lý Chu Quân đưa tay nhận lấy chiếc những trữ vật. Tiên. Chúc mừng ký chủ hoàng thành nhiệm vụ, tu vi tăng lên đạo tông thất phẩm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Lý Chu Quân. Thanh đế, đã lấy đồ rồi, có thể tha cho ta chưa? Thực ra, Sâm La Vương biết rõ hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn cũng phải thử. Lý Chu Quân cười tủm tỉm nói với Sâm La Vương, tha cho ngươi. Đó là một cái giá khác. Ngươi vô sĩ. Sâm La Vương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chỉ thẳng vào mũi Lý Chu Quân mắng. Ngươi là kẻ bội tín. Lý Chu Quân nhún vai, số đồ này chỉ là bồi thường tổn thất tinh thần cho việc ngươi dám mơ tưởng đến cái đầu của ta còn chuyện ngươi cấu kết với tà linh ư ta nói tha cho ngươi cũng vô dụng ngươi phải hỏi chúng sinh đạo giới xem phải bồi thường cho họ như thế nào nói đến đây lý chu quân khẽ nheo mắt tuy không tỏa ra chút khí tức tu vi nào nhưng vẫn khiến sâm la vương toát mồ hôi lạnh dù sao sâm la vương đã tự mình trải nghiệm thực lực của lý chu quân cho dù có sức mạnh của sâm la tử vực gia trì hắn cũng không phải là đối thủ của lý chu quân sâm la vương cấu kết với tà linh hôm nay phải giết hắn lạc cửu thương hét lớn không sai hôm nay hắn phải chết ta thân là tà tu còn khinh thường kẻ cấu kết với tà linh các vị đại năng trong đạo giới nhao nhao lên tiếng ủng hộ lạc cửu thương sắc mặt của sâm la vương trắng bệch hắn muốn phản kháng nhưng chỉ cần lý chu quân đứng đó hắn liền biết cho dù ra tay cũng không thể thay đổi kết cục bởi vì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Chu Quân. Thực ra lúc này Lý Chu Quân cũng rất xấu hổ. Mọi người đều cho rằng hắn là một con sói hung dữ, có thể tùy ý sâu xé con thỏ trắng sâm la vương, nhưng trên thực tế, Lý Chu Quân chỉ là một con hất kỳ, sức chiến đấu chẳng hơn con thỏ là bao. Cùng lắm chỉ có thể đánh ngang tay với sâm la vương, tuy không sợ sâm la vương, nhưng vừa ra tay sẽ khiến mọi người rất lúng túng. Ta không muốn động thủ, ngươi đã phụ lòng người trong thiên hạ, tự sát đi. Lý Chu Quân lúc này cao thâm mặt chắc nói với Sâm La Vương. Hắc hắc, hắc hắc, ha ha ha. Sâm La Vương lúc này từ cười lạnh chuyển sang cười to. Không ngờ ta, Sâm La Vương tung hoành cả đời, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Bỗng nhiên, thần thái trong mắt Sâm La Vương dần dần tan rã, nơi cổ họng nở ra một đóa hoa màu máu. Một bà lão mặc đạo bào, thân hình hiện ra giữa không trung, nhíu mày nhìn về phía Lý Chu Quân nói, thanh đế, giết một tên phản đồ của đạo giới mà còn lề mề làm gì, là sơn chủ của Tòng Dương Sơn, Tòng Dương Sư Thái, đại tu sĩ đạo tôn lục phẩm, nghe nói đệ tử của Tòng Dương Sư Thái là một mỹ nhân, xì, ngươi không sợ Tòng Dương Sư Thái một kiếm chém ngươi sao? Bà ta rất bên vực đệ tử đấy, các cường giả đạo giới nhận ra người đến, bắt đầu bàn tán. Lý Chu Quân lúc này cũng có chút xấu hổ sờ sờ mũi, cười khang nói, sư thái hà tất phải ra tay, để hắn tự kết liễu cũng tốt hừ bần ni sợ đêm dài lắm mộng tổng dương sư thái không hề cho lý chu quân chút mặt mũi nào hy vọng ngươi sau này đừng đứng ở phía đối lập với đạo giới nếu không bần ni cũng sẽ không tha cho ngươi tổng dương sư thái nói xong cũng không đợi lý chu quân đáp lời trực tiếp biến mất tại chỗ lý chu quân thấy vậy cười cười cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này thanh đế ngay lúc này lạc cửu thương đuổi theo nói với lý chu quân đến chỗ ta uống vài chén, ta vẫn luôn đang nghe, ngươi muốn chuẩn bị di ảnh cho ta. Lý Chu Quân cười tủm tỉm hỏi, hình như còn nói không chỉ một lần. Khụ khụ, ta chẳng qua là thấy nụ cười của thanh đế lão ca lúc đó rất đẹp thôi mà. Lạc cử thương có chút xấu hổ. Bên kia, Lạc Trân Tuyết, Lạc Hạo Kiệt thấy lão tổ nhà mình lấy lòng thanh đế như vậy, nhất thời có chút rối loạn, đây thật sự là vị lão tổ tính tình nóng nảy của Lưu Ly Ngọc thần tộc bọn họ sao, lần sau lại tìm ngươi uống rượu. Lý Chu Quân khoát tay nói. Lời nói vừa dứt, Lý Chu Quân nhấc chân rời khỏi nơi này. Khi thân ảnh Lý Chu Quân biến mất, Lâm Tú Hương đi tới bên cạnh Lạc Cửu Thương, thuận thế sờ sờ đầu lão nói, xem ra thanh đế và ngươi cũng không thân thiết như ngươi nói. Lạc Cửu Thương hất tay Lâm Tú Hương ra, tức giận nói, ngươi lần sau còn dám sờ đầu lão phu, lão phu nhất định phải chặt tay ngươi, người ta sợ quá đi, lâm tú hương giả vờ như con thỏ nhỏ bị kinh hãi khoảng cách sâm la vương vẫn lạc đã qua ba tháng lý chu quân cũng như thường ngày du sơn ngoạn thủy trong đạo giới rất là khoái hoạt vào một ngày lý chu quân phát hiện trên một ngọn núi không xa vô cùng náo nhiệt có rất nhiều tu sĩ đều vội vã chạy về phía đó vị bằng hữu này phía trước đang làm gì vậy lý chu quân chặn một người lại hỏi người dẫn đầu nhóm người này là một đại hán đại hán cười với lý chu quân nói đạo hữu ngọn núi phía trước gọi là tụ bảo sơn các ngọn núi bao quanh giống như một cái chậu tụ bảo là nơi tụ bảo thương hội mỗi một ngàn năm mới tổ chức một lần đại hội giao dịch tất cả đồ vật bên trong bất kể là của tụ bảo thương hội hay là của tu sĩ đều giảm giá sáu phần phần chiếc khấu này do tụ bảo thương hội gánh chịu rất nhiều tu sĩ thậm chí giữa các tông môn đều sẽ tiến hành giao dịch ở đó chúng ta qua đó xem có thể nhặt được món hời gì không đa tạ vị bằng hữu này lý chu quân nghe xong liền hứng thú cáo biệt với đại hán một tiếng liền hóa thành lưu quang bay về phía tụ bảo sơn đại hán thấy lý chu quân phi nhanh như chớp không nhịn được vỗ đùi hô to đạo hữu ta còn chưa nói xong muốn vào nơi giao dịch này ngươi phải là khách quen được tụ bảo thương hội mời hoặc là ngươi phải là đại tu sĩ đạo tôn nếu không thì ngươi cũng phải kéo cho tụ bảo thương hội mấy trăm khách hàng mới có thể tiến vào chẳng qua Lý Chu Quân đã không nghe thấy tiếng la hét của đại hán phía sau nữa. Bởi vì lúc này, Lý Chu Quân trong nháy mắt đã đến chân núi Tụ Bảo Sơn. Ở đây có một cánh cổng ngọc bích nguy nga tráng lệ, trên cổng khắc rất nhiều bức họa tinh mỹ, nào là kỳ lân ngậm ngọc, rồng phượng múa lượng, người đứng đầu canh giữ cổng ngọc bích là một lão giả tóc bạc, có tu vi đạo tông. Thấy Lý Chu Quân đến đây, lại có khí độ phi phàm, lão liền chủ động nghênh đón, chắp tay nói, vị đạo hữu này, xin mời xuất trình thiếp mời. Lý Chu Quân ngẩn người, cần thiếp mời sao? Lý Mổ vừa rồi nghe một vị đạo hữu nói đến nơi này, thật sự là không nghĩ nhiều như vậy. Tuy rằng lúc Lý Chu Quân giao chiến với Sâm La Vương, có tu sĩ đạo tông vây xem, nhưng những tu sĩ đạo tông dám vây xem chiến trường đạo tôn, đều không phải hạng tầm thường, bên cạnh đều có đạo tôn hộ pháp, hiển nhiên lão giả canh cửa của tụ bảo thương hội này không nằm trong số đó. Không có thiếp mời sao? Đồng thời, lão giả thấy Lý Chu Quân không có thiếp mời, lại thấy hắn khí độ phi phàm cũng không dám đắc tội liền nói không sao nếu đạo hữu là đạo tôn cũng có thể vào đây nếu không phải vậy cũng không sao lão phu thấy đạo hữu mi một khí độ bất phàm ngàn năm sau nhất định có tư cách vào đây kỳ thật muốn vào tụ bảo thương hội còn có một cách nữa đó là lôi kéo vài trăm khách hàng là được nhưng cách này lúc này nói ra cũng vô dụng dù sao vài trăm khách hàng mới có thể mua sắm ở tụ bảo thương hội không phải một ngày là có thể gom đủ hơn nữa người dùng cách này từ khi tụ bảo thương hội thành lập đến nay cũng chưa có đến một bàn tay lác đác vô cùng không sao lý mổ chỉ là đến xem náo nhiệt cũng không làm đạo hữu khó xử cáo từ vậy lý chu quân lúc này cười nói đang chuẩn bị cáo từ rời đi nhưng phía sau lại có một nhóm nữ tử mặc đạo bào đi tới người dẫn đầu là một nữ tử đạo bào cũng khó giấu được dáng người thước tha nữ tử này ngoài dáng người, dung mạo cũng là không thể chê vào đâu được, da trắng nõn nà, mắt to mũi cao, tuyệt sắc gia nhân, chỉ cần đi đến một nơi, liền giống như có thể làm cho nơi đó tỏa sáng. Lúc này, nữ tử này sau khi nhìn thấy Lý Chu Quân, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thanh đế, Lý Chu Quân, còn có lão giả tụ bảo thương hội đều ngẩn người. Lão giả tụ bảo thương hội phục hồi tinh thần lại, không thể tin được nhìn Lý Chu Quân nói, ngài là vị thanh đế giao thủ với sâm la vương sao, Lý Chu Quân mỉm cười, chính là tại hạ, không dám nhận. Thanh đế, ngài đừng lấy tiểu lão đầu ra làm trò cười, ngài đến đây là vinh hạnh của chúng ta, tiểu lão đầu làm sao dám ngăn cản ngài chứ? Lão giả đạo tông của tụ bảo thương hội cười khổ nói. Lúc này, trong lòng lão có chút may mắn, may mà vừa rồi không có mắt chó coi thường người khác, nếu không mình đã gặp họa rồi, lúc này, Lý Chu Quân nhìn về phía nữ tử đạo bào vừa lên tiếng, có chút nghi hoặc nói, ngươi là, nữ tử kia cười nói, tiểu nữ tử đến từ Tòng Dương Sơn, đệ tử dưới trướng Tòng Dương Sư Thái, tên là Phong Linh Tú. Thì ra là đệ tử dưới trướng Tòng Dương Sư Thái. Lý Chu Quân lúc này mới chợt hiểu ra. Lão giả tụ bảo thương hội thấy vậy, trước tiên là ném cho Phong Linh Tú một ánh mắt cảm kích, sau đó vội vàng mở miệng nói, hai vị đạo tôn, nơi này người đến người đi cũng không thích hợp để nói chuyện phím, không bằng hai vị vào trong vừa đi vừa trò chuyện, cũng được. Phong Linh Tú gật đầu nói. Tiếp đó, Lý Chu Quân liền cùng với nhóm nữ tử mặc đạo bào này bước vào tụ Bảo Sơn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.